Thỏ đi ăn trộm. Đến hồ nước rộng thế mà giờ không còn giọt nước nào. Bọn mình đã đi tìm khắp nơi rồi, phải làm sao bây giờ? Không có nước, chúng ta sẽ chết dần chết mòn hết. À, hay là bọn mình cùng nhau đào giếng lấy nước ngầm đi. Ừ, ý kiến của khỉ hay đấy, chúng ta chỉ còn cách đó thôi. Ừ, hay đấy. Các cậu tưởng đào được trúng mạch nước ngầm mà dễ à? Đào được một cái giếng, mất công mất sức lắm mà chưa chắc đã có nước. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ còn cách đó thôi, nếu không chúng ta sẽ chết. Khỉ nói đúng lắm, chúng ta mau đi lấy dụng cụ và đào giếng thôi. Hơ, đào giếng, mệt chết thì có, khô cạn thế này lấy đâu ra nước. Chúng ta bắt đầu công việc luôn nhé. Chúng ta đào chỗ này đi, tớ nghĩ sẽ dễ có mạch nước ngầm đấy. Ơ kìa thỏ, sao cậu không cùng đào giếng đi? Tớ nghĩ sẽ không có nước đâu, đào làm gì cho mất công. Phải thử mới biết chứ, mùa khô còn kéo dài lắm, nếu không đào giếng chúng ta sẽ chết. Nếu cậu muốn có nước thì hãy vào đây, đào giếng cùng bọn tớ đi. Các cậu đào thì cứ đào đi, còn tớ thì không đâu, mệt chết đi được. Cậu không chịu tham gia thì đừng dùng giếng này nhé. Tớ cóc cần, sương đêm động trên cỏ cũng đủ cho tớ dùng rồi. Thôi kệ cậu ta đi, chúng ta làm việc tiếp. Hoan hô! Có nước rồi, có nước rồi! Hoan hô! Hả? Họ đào được nước rồi sao? Biết thế mình cũng đào có hơn không? Khát quá rồi. Hay mình mặc giày ra xin các bạn ấy? Không được, thế thì mất mặt lắm. Mình đã nói với họ là mình không cần rồi. À, có cách rồi. Chả phải đào giếng gì cho mệt cái thân, thế mà vẫn có nước dùng. Bọn ngốc ấy sẽ không bao giờ biết mình đi lấy trộm nước trong đêm. Các cậu có biết không, tớ nghi ngờ gã thỏ lười biếng hàng đêm vẫn đi lấy trộm nước. Tớ cũng nghĩ thế, không tiếc gì nước giếng. Nhưng một kẻ lười biếng xấu tính như cậu ta, phải cho cậu ta một bài học mới được. Vậy thì đêm đến, chúng ta phải nấp để theo dõi. Nhưng cậu ta đi giờ nào, chúng ta sao mà biết được? Chả lẽ phải đợi cả đêm sao? Không cần phải theo dõi gì cả cho mất công. Tớ có cách này hay hơn, các cậu lại đây. Có người. Ai đi lấy nước giờ chứ? Một kẻ ăn trộm giống mình sao? Mình đợi một lúc nữa xem sao. Tên kia là kẻ nào mà cứ lì lợm đứng đó mãi? Mình phải lên tiếng đuổi mới được. Đứa nào đấy hả? Ăn trộm nước hả? Mày là ai? Bộ tính ăn trộm nước của tao hả? Tao đánh cho nhừ đòn bây giờ. À, buông tao ra, buông tao ra. Buông ra không hả? Không, tao lại đạp cho mày thêm vài cái bây giờ. Mày là ai hả? Buông tao ra, buông ra. Sao kẻ nào lại đặt bẫy mình bằng nhựa thông thế này chứ? Ai cứu tôi với? Vậy là bắt được tận tay cậu đi lấy trộm nước của bọn tớ rồi nhé. Tôi biết lỗi rồi, mong mọi người bỏ qua cho mà cứu giúp tôi. Tha thì tha, nhưng hãy nhớ lấy bài học này. Lười biếng, xa rời mọi người chỉ có chết thôi thỏ ạ. À. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn mọi người lắm. Bài học cho kẻ hung hăng. Mưu trí của thỏ con. Chạy đâu cho thoát. Hôm nay, tôi triệu tập cuộc họp này là có một chuyện rất quan trọng muốn thông báo cho mọi người. Chuyện gì thế nhỉ? Tất cả tụ tập ở đây, lão còng mà biết thì chết cả lũ. Phải đấy, tôi cũng chính là vì chuyện ấy. Gần đây, lão còng hung dữ, không biết từ đâu đến, đã giết hại biết bao loài,
khiến chúng ta luôn phải sống trong sự lo sợ. Vậy anh có cách gì để ngăn chặn lão cọp không? Tôi có ý này. Chúng ta sẽ thương thuyết với cọp, hứa với nó rằng mỗi ngày chúng ta sẽ dâng cho nó một con thú. Làm thế sao được khi không lại tự nộp mạng? Ý tôi không phải vậy. Ai cũng biết lão cọp rất hung dữ. Mỗi ngày lão không chỉ bắt một người trong số chúng ta, mà có thể là hai, ba, thậm chí là nhiều hơn. Nếu mỗi ngày chúng ta dâng cho nó một người để nó không ra ngoài kiếm ăn nữa, như vậy những người còn lại sẽ an toàn ngày hôm đó, tránh được việc nó gặp ai thì giết người ấy. Nghe cũng có lý. Dù sao thì một người chịu hy sinh cũng còn hơn là nhiều người. Không được, tôi không đồng ý. Tôi thấy cách đó không ổn. Trước sau gì chúng ta đều bị giết. Tại sao không nghĩ ra cách để lão cọp không hại được chúng ta nữa? Vậy anh có cách gì hay hơn, nói ra xem nào. Tôi chưa nghĩ ra. Đấy, làm gì còn cách nào hay hơn cách của tôi chứ. Tôi cũng đã nói với lão cọp và lão đã đồng ý. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một người để ngày mai dâng lên lão. Ai xung phong đi đầu nào? Không, tôi không đi đâu. Hay là anh cáo xung phong đi, anh nghĩ ra cách đó mà. Phải đấy. Ê, không được. Tôi cũng muốn lắm, nhưng thế là không công bằng. Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm nhé. Người nào bốc trúng lá thăm có đánh dấu thì người đó phải đi nộp mạng đầu tiên. Cậu không phải tôi. Thăm của anh đây, có cần tôi mở giúp không? Không cần mở. Trong chuyện này anh là người đưa ra sáng kiến, lẽ ra anh phải là người đầu tiên thực hiện mới phải. Chứ nói mà không làm thì nói làm gì. Nhưng thôi, tôi sẽ là người đi đầu tiên. Hả? Thỏ con xung phong sao? Tuyệt. Vậy là ngày mai tất cả chúng ta đều được an toàn. Không ngờ anh cáo vẫn được tiếng là tinh ranh, mà chỉ nghĩ được đến an toàn ngày mai thôi. Ông cọp ơi, tôi đến nạp mạng cho ông này. Lại đây. Sao nhà ngươi đến muộn vậy? Có biết ta đợi lâu lắm rồi không? Không phải lỗi tại tôi đâu. Đáng lẽ họ không đem tôi dâng cho ông vì tôi quá gầy. Họ đã chỉ định một người mập mạp thơm ngon hơn đem dâng ông rồi. Nhưng làm sao? Tại sao bây giờ mày mới dẫn xác đến? Thưa ông, họ đưa đến cho ông một người béo tốt, nhưng giữa đường có một ngài cọp khác giành mất rồi, nên họ phải quay về bảo con thay thế ạ. Ông xơi tạm vậy. Cái gì? Còn thằng cọp nào nữa? Nó ở đâu? Dạ, ngài cọp kia ở trong một cái hố sâu tại một mảnh đất hoang gần đây ạ. Ngài ấy hung dữ lắm, còn bảo là chấp cả hai người như ông cơ. Ông đừng động vào ngài ấy, kẻo... Cái gì? Nó dám nói thế sao? Láo, quá láo, dám giành ăn với ta còn láo xược. Mau dẫn ta đến gặp nó. Vâng, mời ông theo con. Sao lâu thế mà chưa đến nơi? Ta đói hoa cả mắt rồi đây. Kia rồi, hang của ngài cọp ấy ở dưới cái hố kia ạ. Con không dám đến một mình đâu. Ông lại đây mà nhìn. Đấy, ngài ấy đấy. Ông trông có hung dữ không cơ chứ? Thằng cọp kia. Thằng này láo thật. Còn dám nghe tranh dọa ta. Hãy đợi đấy. Hả? Làm gì có con cọp nào? Con thỏ kia, mày dám lừa tao à? Cứu tôi với. Đáng đời kẻ gian ác. Từ nay đừng hòng làm hại ai được nữa. Đáng đời tên hổ gian ác. Anh cáo ơi, từ nay trở đi tất cả chúng ta đều an toàn rồi. Không phải chỉ có ngày mai đâu. Mảnh đất ở trang trại. Vụ hoa năm nay thuận quá, đúng là trời không phụ lòng người. Cũng bỏ công mình chăm sóc từng ly từng tí. Nhưng chỉ tiếc là đất vườn nhà mình nhỏ quá. Giá như mình có một mảnh đất rộng gấp đôi thế này thì chả mấy nổi hết khổ. Năm nay hoa được giá, tôi tính mua thêm mảnh đất để nhân rộng giống hoa loa kèn mình ạ. Vâng, nhưng mình đã tìm được mảnh nào ưng ý chưa?
Với lại liệu tiền của mình có tìm được chỗ nào đẹp không anh? À có rồi, mảnh ruộng cuối làng của cụ Bách. Chỗ ấy đất màu mỡ, lại tiện nước tưới tiêu. Vậy ngày mai mình sang hỏi cụ luôn đi, kẻo người khác lại hỏi mất. Ừ được rồi, nhà mình ba đời đều là nông dân, các cụ cũng chỉ để lại được mấy thước đất cắm dùi. Giờ vợ chồng mình chăm chỉ làm ăn, tậu thêm được mảnh đất, không phải đi thuê nữa. Tôi vui lắm mình ạ. Thưa cụ, cháu là Hoàng ở xóm cầu. Hôm nay cháu đến đây muốn thưa với cụ một chuyện. Có việc gì thế? Chả là cháu muốn hỏi mua của cụ mảnh đất để... Tôi không bán đâu, cậu về đi. Nhưng thưa cụ, mảnh đất ấy bỏ không cũng phí lắm. Cháu... Đã bảo không bán là không bán. Cậu có việc gì mà vào nhà cụ Bách thế? Dạ, cháu muốn hỏi mua đất ạ. Ôi dào, cái ông lão gàn dở ấy, nhà thì rõ lắm đất, còn cái thì thành đạt muốn cụ bán đi để lên ở với họ trên thành phố. Nhưng mà cụ cứ nhất quyết không bán, khư khư giữ lấy nó. Ừ, chết có mang theo được đâu. Tôi thấy nhiều người vào hỏi mua đất của cụ lắm, nhưng mà toàn phải bỏ cuộc thôi. Tốt nhất là cậu tìm chỗ khác đi. Anh vẫn không thuyết phục được cụ à? Ừ, ông ta còn không thèm ra tiếp nữa cơ. Hay mình đổi chỗ khác đi, chọn một mảnh đất khác có được không? Nhưng mảnh đất này rất tốt, để tôi thử thuyết phục cụ thêm lần nữa xem sao. Ồ, sao cụ lại có ảnh của ông nội cháu hồi trẻ nhỉ? Hả? Đó là ông nội cậu sao? Dạ đúng ạ, người trong ảnh là Vũ Văn Hải, là ông nội cháu mà. Thế ra cậu là con cháu họ Vũ à? Vâng, cháu là Vũ Hoàng. Ông nội cậu trước đây là công nhân của trang trại ta. Nếu thế chuyện mua đất, cậu cứ để ta suy nghĩ thêm đã. Ôi, vậy thì tốt quá, cụ hãy giúp cháu với. Thực sự cháu rất cần mảnh đất ấy. Ta đã nghĩ kỹ rồi, giá đất là 20 triệu. Dạ, sao cơ? 20 triệu một mét vuông. Như vậy mảnh đất ấy có tổng giá là 720 triệu. Mình ơi, tôi nghĩ là cụ không muốn bán cho mình nên mới ra giá cao vậy. Thực tình giá đất đền bù của nhà nước cũng chỉ 10 triệu một mét vuông. Thôi, mình về đi. Thưa cụ, có phải cụ dùng cách này để từ chối không bán đất cho chúng cháu không ạ? Đúng, mảnh đất ấy giá 20 triệu. Sao? Sao cơ ạ? Cụ nói cả mảnh đất ấy giá là 20 triệu ạ? Cụ không đùa chúng cháu chứ ạ? Ngày trước, ông nội cậu là công nhân giỏi nhất trong trang trại của ta. Lúc nào cũng đến sớm nhất và về muộn nhất. Làm việc chăm chỉ và chưa bao giờ để người khác nhắc nhở. Vì vậy, cậu hãy cảm ơn ông nội cậu đi nhé. Cậu về lo thủ tục giấy tờ đi, ta sẽ ký sớm, nhanh để còn kịp thời vụ. Vâng ạ. Không ngờ, tài sản mà ông nội để lại cho con cháu lại lớn như vậy. Ông ơi, chúng cháu sẽ cố gắng học tập ông để xứng đáng là con cháu của dòng họ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.